Bắt đầu đây rồi nhé. Nay chúng ta sẽ học tiếp bài hôm trước. Thế là hôm trước là một bài thôi, nhưng mà tôi đã nói sang cả bài bài hai rồi. Thì chúng ta sẽ đây đây là cái nội dung của bài hai đây, và tôi sẽ nói tiếp bài hai và sẽ nói sang bài ba ngay. Đấy, chúng ta học nhanh hơn một chút so với kế hoạch. Hôm trước tôi nói về các lệnh input, lệnh chuyển đổi dữ liệu rồi, những kiểu dữ lệnh bool rồi này, các phép so sánh rồi này, các phép toán logic or not rồi này. Hôm nay tôi sẽ nói sâu hơn về các cái phép toán so sánh này, phép logic này, và chúng ta sang cái lệnh if luôn nhé. Bây giờ tôi tập hợp tôi cắt cái này đi và tôi sẽ đây kế hoạch bạc rồi là đơn giản này nhé. Bây giờ nếu bạn viết là đây, bạn viết là như thế này, vì s bằng ví dụ tôi tên là Hà như thế này, mà ở trong ngoặc kép nữa đấy. Thế này thì mày hiểu như sau này, sai này. Vì sao? Vì ở đây khi mà chúng ta để dấu giấy kép nhá, thì mày sẽ hiểu đây sẽ là sâu ký tự. Khi đặt có dùng giấy kép đây nữa thì mày hiểu đây là kết thúc rồi, đây là một sâu hoàn chỉnh rồi, và sau đó cái chữ Hà là bị sai đấy. Chữ Hà là, nó nằm ngoài sâu như vậy là bị sai, nó hiểu ngay là sai đó. Thì đúng phải là như này, đúng phải như sau, đúng là phải là S bằng tôi tên là Hà, phải chúng ta phải dùng đấy đơn đấy thì được, đơn nó mới kép để ta đóng lại. Ta hiểu chưa? Thế này thì đúng này, thế này thì không sai đó. Bạn đã hiểu chưa? Bạn đã hiểu chưa nhé? À, như vậy chúng ta đã cái bài hôm trước dù là một bài thôi, nhưng mà tôi đã là một buổi thôi, nhưng tôi đã nói được những một số điều rất là cơ bản, nó về liên quan đến lệnh gán ở trong trong Python, và phần mềm sẽ tự động tạo, tự động đặt kiểu dữ liệu cho cái biến đó. Ví dụ thì biến x thì bằng 10 thì chúng ta không cần khai báo trước x gì, tự động máy sẽ tạo ra cái biến x gì, máy sẽ gán cái dữ liệu cho biến x gì là dữ liệu nguyên, biết là x gì, biết là y bằng 10.50, 10 chấm phải 10 chia 56, 10 45 thì đang tìm bên phải, đó là một cái biểu thức là số thực, thì khi đó thì time x gì nó sẽ là y, nó sẽ là số cực, nó là float nha. Thì như vậy là ở trong Python chúng ta đã biết là in này, float này, str là những cái dữ liệu cơ bản. Nó luôn cả là bool nữa. Đây là bốn cái dữ liệu là đơn giản và cơ bản nhất của Python, và ngay ở trong cuốn sách giáo khoa của chúng ta thì ngay từ bài đầu tiên đã học sinh đã biết những cái này rồi. Và mà tôi sẽ nói sâu hơn về những cái này một chút, nói sâu hơn một chút nhé. Thì như vậy là những đây là đây đều là những cái hàm, đều là những cái hàm cả. Bản thân nó là tên của các kiểu dữ liệu cơ bản, nhưng đầu tiên là hàm. Chúng ta biết là in là cái hàm mà chuyển đổi từ sâu hoặc từ số thực sang sang số nguyên. Cái hàm float là cái hàm cố định, hàm mặc định của Python để chuyển dữ liệu từ số nguyên và sâu sang số thực. Còn hàm str là cái hàm biến đổi số sang sâu. Thì bool nó cũng là hàm. Thì bool là hàm gì? Thì bool nó là cái hàm nó là cái hàm để biến đổi kiểu dữ liệu khác sang đúng và sai. Đây, thì biết là 18 như này thì biết là bool nhé, mà là 16 thì nó là bool là số 0 thì các giá trị nó là false. Bool ngược sâu chữ Hà chẳng hạn thì nó trả lại giá trị là true. Còn bool mà sâu mà là sâu rỗng là như này thì nó trả lại giá trị là gì? Trả lại giá trị là false. Thì như vậy chúng ta chú ý là bốn cái hàm này là cái hàm quan trọng. Hàm bool, tôi nhắc lại, hàm bool là cái hàm mà như sau, biến đổi tất cả các kiểu dữ liệu sang đúng và sai. Thì quyết định của bool là như sau: tất cả các cái dữ liệu mà là không rỗng
mà là khác không thì chuyển sang là true là đúng. Còn dữ liệu là không hoặc là sâu rỗng thì chuyển sang là false. Đấy. Như vậy là cái đó là cái hàm hàm bool. Thì cái hàm bool cũng là cái hàm rất hay sử dụng ở trên thực tế nhé. Thì như vậy là bốn cái hàm đó là cái hàm mà chúng ta sẽ dùng rất nhiều ở trong trong cái bài tập của chúng ta. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ nói thêm một chút về cái phép so sánh chứ tôi nói rồi. Là cái phép so sánh là cái cách chúng ta tạo ra các cái biểu thức logic. Biểu thức logic nó là nôm na nó là cái biểu thức mà nó mang lại cái giá trị là đúng hoặc là sai. Hay chúng ta gọi là các cái điều kiện hay là các biểu thức logic. Ví dụ như là 3 lớn hơn 4 thì trả lại giá trị là false. Và giữa các biểu thức logic này thì có các cái hàm như là hàm AND này, hàm OR hoặc này, và hàm NOT. NOT. Được rồi. Thì khi mà chúng ta ở trong Python thì chú ý cái quy định của các cái phép toán các phép so sánh nhé, thì như sau. Và có một cái là phép so sánh và cái và so sánh và các cái toán tử là AND OR nó là như sau nhé. Thì đây tôi ghi vào đây cho dễ chúng ta hình dung nhé. Đây. Đây là một vài cái em chú ý là một vài cái bắt đầu tôi một chút. Quên mất không đặt cái bảng này. Để tôi một tí để tôi mô tả cho các bạn cái bảng đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong Python này chúng ta chú ý như sau nhé. Thứ tự thực hiện các phép toán hay là các cái phép tính logic thì như sau nhé. Thì đối với Python như sau thì những cái phép mà thứ tự ưu tiên như sau: phép lớn hơn này, phép lớn hơn, phép nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, phép so sánh bằng và phép so sánh khác. Thì cái thứ tự này là ưu tiên cao hơn, ưu tiên cao hơn so với là AND, OR và NOT. Đấy. Cái này là ưu tiên thấp hơn, ưu tiên thấp hơn nhé. Chính vì thế khi chúng ta mà tạo ra các cái biểu thức logic ấy, thì chúng ta không cần phải để ngoặc ngoặc quá nhiều, phần mềm cũng cũng sẽ hiểu. Ví dụ tôi viết là x gì đây, khi viết x lớn hơn 5 n y nhỏ hơn 10 chẳng hạn, khi viết như này nhé, thì nếu trong một ngôn ngữ khác ấy thì chúng ta cũng phải để này cho nó hợp lý hơn, cảm thấy nó hợp lý hơn cũng cũng không sao cả nhé. Nhưng mà ở trong Python thì cái dấu dấu lớn hơn này ưu tiên rất là cao, cái này ưu tiên cao hơn là cái dấu, và do đó cho nên chúng ta chỉ viết là x lớn hơn 5 n y nhỏ hơn 10 là hoàn toàn tương đương, hai cái này tương đương với nhau, vậy đỡ phải viết là dấu ngoặc nữa. Hiểu không? Thì cái đề ưu tiên cao hơn này, ưu tiên cao hơn này đó. Cho nên ở trong cái này là cái mà tôi nói luôn, để vì một số các bạn nó quen quen với lập trình trên Pascal và C rồi, chúng ta hay hay dùng ngoặc lắm, hay dùng ngoặc trong cái biểu thức logic. Thì đối với Python thì nó chúng ta sẽ không 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 mất quá nhiều cái thời gian vào cái đường ngoặc này. Trường hợp mà chúng ta vì đối với Python thì AND, OR và NOT đóng vai trò là như nhau. Cho nên chúng ta khi tạo ra một biểu thức mà có nhiều có AND, OR và NOT ấy, thì chúng ta chú ý là chúng ta phải chú ý hơn là lúc bây giờ thì cần đặt ngoặc nhé. Lấy ví dụ như này. Ví dụ như chúng ta chú ý là đây, chúng ta lấy ví dụ chúng ta là tiện nhé. Ví dụ như là chúng ta có cái điều chúng ta nhớ lại cái điều kiện để một cái số là 5 5n
là nhuận là như sau. Đây là tôi viết ra cái yêu cầu thôi. À, một cái năm một cái số nguyên số tự nhiên n ứng là năm nhuận thì khi chỉ khi như sau, là như sau nhé, là hoặc hoặc n chia hết cho 400, chia hết cho 400, hoặc đây là biết bằng lời như dễ ra nhé, hoặc là đồng thống ấm n là phải n không chia hết, không chia hết cho 100 đồng thời và n chia cho 4, chia hết cho 4 đó. Thì với cái này như vậy, cái điều kiện này nó hơi phức tạp, do đó cho nên là cái biểu thức để mô tả n là năm nhuận là như sau. Cái biểu thức này sẽ trả lại true nếu n là nhuận, trả lại là false nếu mà n không không là nhuận nhé. Thì tôi sẽ viết cái biểu thức, nó viết là b này bằng này n chia cho 400. Bây giờ tôi viết là n là đây, n chia hết cho 4 cho 400 đúng không, bằng không. Hoặc nhé, hoặc cái gì, hoặc là đồng, hoặc là n phải đồng thời chia chia cho 4 và không chia cho 100. Thì cái hoặc cái ở trong cái hoặc này thì cái điều kiện và này này là ưu tiên cao hơn, tôi phải để trong ngoặc. Đấy, trong ngoặc là gì, là n hoặc o là n này chia hết cho 4, n không chia hết cho 100. Ở chỗ cái o này là cái chỗ này là không cần để trong ngoặc, không cần để trong ngoặc. Trong ngoặc này thì cái này không cần để trong ngoặc, mà cái này không cần để trong ngoặc. Chưa? Nhưng mà chúng ta chú ý. Bây giờ tôi viết lại cái biểu thức ở trên màn hình nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ hôm nay mà chúng ta sẽ làm một cái chương trình đi. Làm một chương trình là nhập cái bàn phím 1 cái 5. Sau đó chúng ta kiểm tra và thông báo là thằng này là nhận hay là không nhé. Bây giờ là chúng ta viết n bằng bên lập trình như thế này thì chúng ta hai lệnh dễ nhé. Không phải hành. Số 5. Năm là 2022 nhé. Tao kiểm tra luôn, tôi viết là B bằng là tôi viết được này. À, cái này tôi luôn này mà chúng ta luôn là không phải x nhé. X này n viết là b cho nó dễ, b là bằng nhé, viết lại cái lúc nãy nhé, b bằng như sau này. B là cái biểu thức để mô tả rằng là n là nếu n là nhuận thì b trả lại là true, n là không là nhuận, không là năm nhuận thì b trả lại là false. Thì viết như sau, viết là n cho 400, n hết cho 400, hoặc này là điều kiện đồng thời n là phải gì, hết cho 4, n đồng thời là n không chia cho 100, n đây chỉ là cái biểu thức logic nè, đây là bằng nhé, đây dấu bằng nhé. Đấy, dấu bằng không sao cả, chỗ này còn cái chỗ này chính là cái mà cái biểu thức logic của chúng ta ở đây. Các bạn thấy như chúng ta không cần phải viết quá nhiều ngoặc, vẫn là máy vẫn đi mới hiểu được. Ở đây là biểu thức ban đầu là sau đó o này, giữa cái này và o thì ta bên này cần đọc và đóng ngoặc thôi, còn chữ này ở đây với đây thì không cần, vì máy tính luôn coi cái phép là cái biểu thức này là có cái ưu tiên cao hơn là chữ o. Đấy. Được chưa? Rồi. Rồi, bây giờ tôi mới nói lại, vì cái lệnh mà chúng mình học được ngay bây giờ là cái lệnh mà để kiểm tra, lệnh gọi là lệnh rẽ nhánh, chỉ là lệnh lệnh if, giống như hệt lệnh if của Python thì giống hệt như là lệnh lệnh if của Pascal và C, chỉ khác một điều thôi là sau lệnh if thì là một loạt lệnh kiểm rẽ nhánh ý. Thì ở trong Python các lệnh mà các tổ hợp lệnh, các cái nhóm lệnh sẽ viết bằng là hai chấm xuống dòng hoặc thụt vào là thẳng hàng, cái này các bạn biết rồi. Nhưng mà chúng ta viết lại if b hai chấm xuống dòng. Đấy. Nếu đúng
thì chúng ta pin ra là n là 5 nhuận nhuận xong xuống dòng chúng ta lùi ra bốn ký tự. Mặc định của Python là khi mà xuống dòng thuộc vào là thuộc vào bốn ký tự, khi mà cái lệnh dây danh khác là else thì else cũng phải hai chấm xuống dòng, lệnh else phải thẳng hàng với if nhé. Else mà thuộc vào thì là sai, else phải thẳng hàng với if xuống dòng. Mới thuộc vào là bốn dấu cách, chúng ta viết là in n không là và chứ không không chấm đẹp nhé, không là năm nhận enter luôn. Nhưng mà nó báo là 2022 không không là năm nhận, thì cái đoạn này đoạn chúng ta có thể hoàn toàn có thể đưa cái này vào một chương trình hoàn chỉnh. Tôi copy ra nhé, bây giờ tôi copy cái lệnh này nhé. Như vậy là ở trong màn hình tương tác chẳng qua thì các lệnh rời rạc với nhau thôi, mỗi một cái dòng là thiện một lệnh. Còn khi chúng ta sang chương trình thì chúng ta sẽ copy thành một chương trình hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ copy lại, chúng ta bỏ vào đây. Chúng ta tạo một chương trình mới ở đây. Chương trình này là chương trình như sau. Đây là một chương trình chúng ta làm chương trình ngắn gọn nhé, là nhập từ bàn phím 1 năm một cái số n và kiểm tra xem n là nó nhuận hay là không. Như vậy đây là chương trình trong. Chương trình là nhập số 5 và kiểm tra là nhận hay không, đúng thế. Sang copy sang đây, copy một phát là sang luôn này. Bây giờ tôi sẽ sửa lại cái xóa cho nó dễ nhé. Bây giờ cái chuyện này là không cần nữa này, đó b đây chứ đây không cần nữa. Đây, như vậy chúng ta thấy rất là nhanh, chúng ta chỉ copy thẳng từ màn hình kia sang thôi, từ màn hình là kia sang đấy. Như vậy đây chính là cái lệnh mà cái chương trình để chúng ta kiểm tra. Nếu mà cái dòng chữ ifb này mà các bạn thấy không hiểu thì các bạn có thể xóa đi, các bạn có thể xóa cái này đi và các bạn hay luôn luôn là if luôn ở đây, if luôn ở đây, và chỗ này sẽ là hai chấm dòng mà chúng ta sẽ cái này đi. Vậy là if n bằng cái này đúng không? Đấy, n như này và ra như này. Đó. Đây là một chương trình hoàn chỉnh rồi. Bây giờ tôi ghi lại với chúng trước nha. Lớp chúng ta là cái lớp này, là cái lớp mà cấp tốc đây. Tôi copy vào chỗ project này, kiểm tra năm nhuận nhé. Vậy chúng ta, người ta sẽ copy trang và tạo ngay một cái bài tập hết tất cả. Đây là chạy thử nhé. Đây. Với cái trình hay sẽ được chuyển nhiều lần cùng lúc rất đơn giản. Đây, tôi viết đây là năm 2022 đây. Tôi báo là không làm nhận. Chạy thử tiếp nhé. 202 nhập là 2024 thì 2024 là năm nhuận. Nhận đây là quy trình, thì là tôi chỉ mô tả cái dòng này thôi, mô tả cái biến này, cách chúng ta mô tả các cái biểu thức logic, cái logic trong bài thân kết nối giữa các cái phép so sánh và cái phép so sánh và cái gì và các cái phán tử hình là or and hoặc not nhé. Chúng ta chú ý thì or and not là những cái phán tử mà được thực có ý nghĩa là ưu tiên thấp hơn so với các cái phán tử khác, các phép so sánh khác nhé. Rồi thì bây giờ tôi mô tả thêm một cái phần này là phần nâng cao một chút này. Ở trong Python thì người ta còn có cái chức năng có cái khi kiểm tra đấy, khi cái lệnh kiểm tra so sánh ấy, thì nó có thêm chữ này rất là hay này. Bình thường khi mà nó có chức năng cái này là cái nâng cao mà không sách giáo khoa không có nhé. X gì bằng 5 nhé. Cái kiểm tra xem là x gì có nằm trong giữa khoảng từ nằm giữa 2 và 7 hay không. Thì làm như sau, tôi viết là if 2 nhỏ hơn bằng x đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng 7. Đây là một lệnh kép, một cái lệnh mà một cái tưởng logic mà có hai cái phép so sánh, hai phép so sánh kép, thì lệnh này rất là hay. Đây là cách viết giống như là ở trong
trong trong cục súng chúng ta nhé, chúng ta thấy mô tả x thì nhỏ hơn hoặc lớn hơn, đồng thời x thì lớn nhỏ hơn lớn bằng 2 và nhỏ bằng 7 hay không, để kiểm tra. Nếu x mà nhỏ nằm giữa 27 thì tôi in ra x gì, nếu không, còn nếu mà x thì không nằm trong 2 và 7 thì tôi in ra tiếp ra cái số này tới ví dụ như bài tập như vậy, khi ra là 5 5 trong 5 trong giữa 2 và 7 đó, thì cái biểu thức là hai so sánh hai nhỏ hơn x nhỏ hơn 7 thì bây giờ tôi lấy là cái gì nhé, trong Python thì cái biểu thức là hai nhỏ không bằng x hay là nhỏ hơn x nhỏ hơn 7 thì cái biểu thức này nó tương đương như sau, nó tương đương như này, nó tương đương với là hai, nó tương đương như này, với là nó tương đương với này, nó tương đương với là hai nhỏ hơn x n đương này. Vậy thì phải chú ý nhé, và như vậy cho phép chúng ta là tạo ra những cái biểu thức kiểu như này, nó rất là nhanh. Như vậy đây là một cách viết viết tắt ngắn gọn của Python. Python thậm chí cho phép là làm nhiều hơn nữa, nhưng mà thôi tôi chỉ để hai thôi, thậm chí nó cho phép là so sánh ở nhiều hơn nữa, nhưng mà thôi cho tôi dùng ở hai mức thế này là hợp lý. Tôi ra chú ý nhé, đây là cách mà rất thuận tiện khi mà chúng ta mô tả các cái biểu thức logic mà nó phức tạp hơn một chút, mà nó phù hợp với thực tế chúng ta hay hay viết ở trên hàng ngày ở trên lớp ấy. Chúng ta hãy làm cái mô tả như vậy nên cho nó thuận tiện. Đây là một cách rất là hay của Python. Và đồng thời chúng ta cũng biết được luôn luôn là lệnh if, đúng không nào? If là cái lệnh mà như vậy là cái lệnh nhánh đầu tiên của Python là như vậy nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp theo này. Anh em bây giờ tôi làm một cái bài tập nhỏ như này nhé. Một cái bài tập nhỏ là như này. Bây giờ chúng ta vừa một tập nhỏ cũng đồng thời chúng ta cũng làm luôn cái phần này là cũng là phần nâng cao của trong sách mà tôi nói luôn là trường hợp mà rẽ nhánh nhiều hơn thì làm như nào, thì như sau, trường hợp mà rẽ nhiều hơn thì chúng ta làm như sau ở trong Python, nhưng mà trong Python thì trường hợp ngắn nhất nhé là if, sau đó là cái điều kiện, sau đó là hai chấm, sau đó là lệnh, lệnh thuộc vào, thì đây là thuộc vào cái này là đúng là bốn dấu cách nhé, bốn space này. Đây. Đây là cách thứ nhất này, đơn giản nhé. Cách thứ hai là cách gọi là lệnh if đầy đủ, cũng giống như hình như là Pascal là if điều kiện, sau đó là hai chấm, sau đó là lệnh lệnh một, còn nếu không thì else hai chấm, hai chấm thụt vào xuống dòng lại là lệnh, có thể là một nhóm lệnh à. Như vậy cứ ở đâu mà có nhóm lệnh thì là hai chấm thụt vào và thụt vào đúng là bốn dấu cách, else phải thẳng hàng với if, hai chấm thụt vào như vậy cái chỗ này là thẳng hàng nhau, cái chỗ này là thẳng hàng với ở trên này. Đấy. Thì đó là cái cách để làm mô tả cái lệnh if đầy đủ. Còn trường hợp mà rẽ nhánh hơn hơn nữa thì làm như sau, đây thì là if điều kiện, cái này cũng hay rất hay dùng, điều kiện được chưa, thì như này thì đó là cái gọi này thì nó cái rẽ nhánh đầu tiên thì nó là else if điều kiện hai, điều kiện đây là lệnh nhé, đây là lệnh, đây là lệnh else if lệnh này, sau lại else if nữa nhé, cứ như vậy điều kiện ba hai chấm lệnh, cứ như vậy cho đến cuối cùng nó được phép rẽ nhánh rất là nhiều lần hai chấm, và cứ như vậy cuối cùng đến cuối cùng thì là cái else cuối cùng theo hai chấm chấm lệnh. Đấy. Thì đây là cái lệnh gọi là lệnh phiên bản đầy đủ nhất của lệnh if rất nhiều lần. Được chưa?
Bây giờ lấy ví dụ là chúng ta thiện cái này nhé. Tức là cái LX là cái gì? Tức là như này này, ở đây nó chính là cái này, nó chính là if. Cái đường nhau, cái đường là if này, điều kiện này. Đó. Xong lệnh này. Sau đó là else. Xong else lại có if nữa, thuộc vào if điều kiện 2. Lệnh. Xong này là else. Xong này là if nữa, if là điều kiện 3. Đấy, nó cứ lồng nhau như vậy, bạn thấy nó cứ lồng nhau như vậy. Thì cách viết này là cái viết đầy đủ dài L, if L, xong L là if nữa. Đấy. Thì cái L, if này thì nó gộp lại, chữ này nó gộp lại thành cái lệnh lệnh này thôi, cho nó dễ. Đấy. Được chưa? Lấy ví dụ nhé. Lấy ví dụ này cho ta hình dung có một đấy, ví dụ như này nhé. Này, ví dụ một nhé, chúng ta tính tính cái biểu thức như này, cái biểu thức như sau, cái biểu thức được thuộc vào x gì? Biểu thức thực hiệu là sai như này, sai x đầu vào là x gì? Và đầu vào là như sau, là bằng một nếu x gì lớn hơn không, nếu x gì lớn hơn không, mà bằng bằng không nếu x gì bằng không, và bằng trừ một nếu x gì nhỏ hơn không. Đấy. Ví dụ tôi có bài như này, mới đầu vào là x gì và tôi sẽ tính cái biểu thức này, thế làm như nào? Đây là cái hàm dấu nhá, nó gọi gì? Và hàm dấu này nó không phải có hai trường hợp dễ nhánh, mà nó có ba trường hợp dễ nhánh chứ. X gì lớn không, bằng không hoặc nhỏ hơn không, thì chúng ta làm như sau. Tôi lấy ví dụ nhé, đây, tôi viết là x gì đây nhé, x gì này bằng bất kỳ, tôi không quan trọng là bằng ví dụ 10 chẳng hạn. Thì tôi làm như sau là if. À, nó tôi biết là y nhé, là if x gì mà lớn hơn không thì y gán nó bằng một. Được chưa? Bây giờ l đầu tiên viết l, tôi biết là l if, đấy, if x gì mà bằng không thì gán y bằng không, lấy giá trị của hàm đó đúng không? Còn ngược lại cuối cùng là l nếu mà x gì mà còn lại, còn hai chiều còn lại là chiều còn lại là x gì nhỏ hơn không thì gán y bằng trừ một. Đây là cách mà một kia là một ví dụ khác nhé. Đây ví dụ khác, bây giờ là giả sử cái giá bán nha, giá bán trong siêu thị nhé, giá bán trong siêu thị cam là như sau đây, giả sử chúng ta mua cam mà thì kia là nếu mà nhỏ hơn 5 5 nhỏ hơn bằng 5 kg đầu tiên ấy, thì giá bán của nó là, tôi không biết giá, tôi chỉ lấy cho ví dụ đấy nhé. Chúng ta lấy cái giá của nó ví dụ như là 1.500 đồng 1 kg. Đấy. Sau đó là trường hợp mà từ 5 nhé, 5 kg cho nó nhỏ hơn được bằng 10 kg thì giá của nó là giá tiếp theo đấy thì nó là 1.200 đồng 1 kg. Còn lớn hơn 10, còn nếu mà nó lớn hơn 10 kg thì giá của nó là 1.000 đồng trên kg. Đấy. Được chưa? Được rồi. Thế bây giờ đầu bài như này nhé. Bây giờ đầu bài là cho trước người người mua, người là người người mua hàng mua m kg cam, tính bây giờ tính giá bán, tính giá bán. Chúng ta làm bài như sau. Nếu m mà nhỏ hơn 5 thì chúng ta tính theo giá này. Nếu m mà từ 5 đến 10 thì chúng ta phải tính cộng thêm cả cái trước này và cái khoảng từ 5 đến 10. Còn m lớn 10 chúng ta phải cộng cả thêm cả cái này nữa. Đấy, nhưng mà cái bài này là cái bài tương đối khó đối với học sinh nhé.
Thì cái làm như xong thì tôi viết trên, tôi làm ở đây trước, tôi làm ở đây trước, tôi giả trên máy tính sau nhé. Đó. Thì như vậy là if, tôi đã là if này, if nhé, m mà nhỏ hơn không bằng 5 thì giá bán nhé. Tôi ký hiệu là tôi ký hiệu là J đi nhé, thì J nó sẽ bằng bằng là 1.500 nhân với m. Được chưa? Bây giờ nếu if thứ hai, là nếu mà 5 mà nhỏ hơn m mà nhỏ hơn 10 không bằng 10 giá bán là như sau. Thì cái giá bán, nó sẽ bằng là 5 cơm đầu, nó sẽ bằng là 1.500 nhân với 5, đúng không? Sau đó là cộng với cái phần tiếp theo, là 1.200, sẽ là 1.200 200 đồng nhân với m trừ 5. Nên có hai phần này. Bây giờ trường hợp thứ ba, nhưng mà chúng ta có ba cái nhánh. Cái thứ ba là nếu mà m mà lớn hơn 10 thì giá bán là như sau. Thì giá bán sẽ là g, nó sẽ bằng là 1.500 nhân với 5 cộng với 1.200 cũng nhân với 5, vì là khoảng đây từ 5 đến 10 lần là 5 kg nữa mà. Sau đó mới cộng với 1.000 và nhân với m trừ 10. Như vậy là công thức tính giá của nó là nó có ba, ba nhánh, một này, nhánh hai và nhánh ba. Chưa? Bây giờ tôi sẽ làm bài này ở trên máy tính nhé. Đấy. Tức là nhập từ bàn phím cái số m vào tính thế này. Được chưa? Như vậy nó có ba phương án, nó có ba cái dãy nhánh. Đấy, thì ta làm như sau nhé. Đây. Ví dụ tôi lấy m bất kỳ, thì m cho nó bằng 12 kg. Đây là cái số. Rồi, như sau này. Cái giá bán của chúng ta là ví dụ là g nhé, thì là if m mà nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta sẽ gán là g nó sẽ bằng là 1.500 nhân với m. Đúng là vậy. Ngược lại, tiếp theo là L if là 5 nhỏ hơn m mà nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì sao? Thì g nó sẽ bằng là 1.500 nhân với 5 kg đầu tiên, sau đó là cộng với 1.200 nhân với m 5. Còn cùng m lớn hơn else m lớn hơn 10 thì cái g nó sẽ bằng, 1.500 nhân với 5 cộng với 1.200 nhân với 5 và cộng với 1.000 và nhân với m đi 10. Ra cái này. G chúng ta sẽ ra cái này. Là 15.500. Đấy. Được chưa? Các bạn hình dung không nhân như vậy. Như vậy chúng ta có cái lệnh để lệnh mở rộng if else, và else. Đó là cái đây là cách viết ngắn đơn giản của Python, nó rất thuận tiện. Và bây giờ là tôi nghĩ là những ngôn ngữ lập trình mới mở ra bây giờ là đều có chữ này hết, đều có cái cách viết như này hết, ngay cả trong các cách viết mô tả cơ sở toán đều có dùng cái này hết. Đây là một cách mở rộng rất là chuẩn nhé. Chứ người ta bây giờ thật người ta ít dùng cái lệnh case ở trong Pascal và C cũng được, ở trong Python cũng có lệnh đó tương tự như lệnh case, nhưng mà thời gian này ít dùng. Tất cả cái else này là dùng được hết, chỗ ở trong mọi thứ. Được chưa? Đây. Bây giờ cần 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 chuyển sang cái này sang cái không, sang chương trình không? Sang chương trình nhé. Tôi làm cho nó nhanh nhé. Bây giờ tôi sẽ copy cái này sang và tôi làm nhanh. Đó, cái bài tập này tôi chuyển sang cho nó nhanh nhé. Đây, tôi thành chương trình luôn. Đây là chương trình là tính giá bán cam nhé. Tôi new một cái chương trình mới ở đây. Và cái này là như trong là tính giá
mua cam hay là bán cam? Bán cam. Copy kia sang vào đây rồi, bây giờ như vậy. Đấy nhé, bây giờ trên này tôi làm cái lệnh là m bằng m, dùng lệnh mình có thể mua xúc có lẻ thì float này, input này nhập số cam mua mua tính bằng kg nhé. Đấy. Em mở có thể là số lẻ. Sau đó đây tôi sẽ viết đây tôi thông báo. Thông báo là tên. Tên cần mua là anh ghi lại nhé, ghi lại cái bài này, mua cam này, mua cam tính gửi nhé. À, đây tính nhận cái bài này thì tôi cần mua là 12 kg, thì nó ra ngay là 15.500, vì tôi mua nhiều hơn này, tôi mua là 20,5 kg thì nó ra là 24.000. Đấy, tất cả chúng ta có cái bài tập cho nhỏ thôi dành cho học sinh nhé. Để sử dụng cái kiểu như này tính lũy kế rất là nhiều, ví dụ cái bài toán tính tiền điện chẳng hạn, điện chúng ta là có 5-6 lũy kế cơ, chứ không phải là một, chúng ta có thể mua cho học sinh làm bài tập kiểu như thế này có 1-2 lũy kế là để dùng cái nếu mà chúng ta ở đây mà không dùng L if ở đây đấy thì chúng ta sẽ phải là if xong L trong L lại có if nữa. Đấy, như vậy để có bao nhiêu if này thì là chúng ta sẽ dùng bấy nhiêu cái if L, vậy nó rất phức tạp nếu chúng ta mà không dùng cái lệnh như này. Được chưa? Được rồi, như vậy tôi vừa mới nói xong những cái điều mà tôi muốn nói ở cái phần đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta tôi sẽ mô tả tiếp trước khi mà sang cái bài tiếp theo là cái bài đứng bài số 3 tôi định nói là cái bài liên quan đến hai cái quan trọng là lệnh for và lệnh while. Thì tôi quay lại tôi nói thêm tôi nói một chút để chúng ta gọi là nâng cao một chút để chúng ta hình dung cái sự khác biệt giữa cái cách vì sao Python nó lại cái lệnh gán ấy, vì sao mà lệnh gán lại không cần khai báo trước, kiểu. Tức là chúng mô tả nhanh cái cách mà Python nó quản lý các biến nhớ như thế nào. Đấy, nhé. Như vậy khi mà chúng ta đây tôi nói nhanh để chúng ta dễ hiểu thôi, cái phần này là phần không có ở trong trong chương trình này nhé, không có, nhưng mà theo tôi chúng ta nên biết một chút, giáo viên nên biết có cái tầm cao một chút để chúng ta sẽ hiểu hơn, để khi học sinh hỏi sâu hơn chúng ta có thể trả lời. Mà những kiến thức này là kiến thức mà chúng ta chỉ càng biết nhiều càng có lợi, không không phải không sợ là thiệt thòi cái gì cả. Ta biết như vậy chúng ta sẽ có cách có cái tầm nhìn cao hơn và dạy học sinh nó dễ dàng hơn. Đó, như vậy chúng ta chú ý là vấn đề ra là vì sao lại không cần thiết khi tôi biết là x bằng 10 thì vì sao không cần khai báo trước cái biến x gì, cái biến x gì. Mà vẫn hiểu được cái bản chất lệnh này là Python nó quản lý như thế nào. Được chưa? Rồi thì cách trả lời như sau này. Câu trả lời của chúng ta là Python quản lý biến thông qua khái niệm là không gian tên hay là namespace, khái niệm không gian tên nhé. Không gian tên. Tiếng Anh nó gọi là namespace. Thế có lẽ là cái khái niệm namespace là một khái niệm theo tôi là vô cùng là quan trọng, nền tảng của toàn bộ rất nhiều thứ ở trong Python. Cho nên nếu mà giáo viên mà dạy cái môn tin này mà là muốn dạy muốn sau này muốn dạy một cách bài bản hơn để phát triển hơn nữa ở trong lớp môn 12 thì giáo viên bắt buộc phải biết cái khái niệm này. Thế như vậy là namespace là cái gì? Namespace nôm na là một cái khái niệm rất là cơ bản của Python. Nó làm Python dùng namespace để quản lý biến, hay đúng hơn là quản lý các cái tên biến. Thấy chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái là cái gì nhé. Đây, khi mà chúng ta đặt cái lệnh là x bằng 10 thì máy làm như sau. Máy sẽ
chương trình sẽ tạo ra một 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 cái đối tượng, tạo ra một cái đối tượng là số nguyên, và cái đối tượng đó chính là cái đối tượng là cái đối tượng 10, sẽ là số 10 đây. Đây là một cái object của Python nhé. Object của Python. Object là nằm trong bộ nhớ có giá trị là 10. Sau đó là nó sẽ tạo ra một cái tên là x gì. Thì là với điều kiện là x gì là cái tên đã được đặt đúng. Đúng. Còn nếu tên mà x gì mà đặt sai với cái điều kiện của tên biến thì nó sẽ báo lỗi. Đúng thì mình sẽ tạo ra một cái tên biến và nó sẽ có một ánh xạ hay là trỏ trỏ vào cái vào cái đối tượng 10 này đó. Thì toàn bộ cái này là sẽ là toàn bộ cái này, cái cơ chế này là chính cơ chế là của namespace, của không gian tên nó quản lý nhé. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ hình dung được nhé. Như vậy cái không gian tên là như thế này, nôm na tôi hiểu, tôi vẽ một vòng tròn to hơn như thế đấy nhé. Thì cái chỗ này nó gọi là namespace. Namespace thì namespace nó gồm có, chúng ta hình dung là nó gồm có hai phần. Phần bên này là name, là tên, phần bên này là name, phần bên này là object. Như vậy là nó sẽ tạo ra nôm na là như lên một cái bảng như vậy, bảng và lưu trong cái bảng này. Ở bên trái là các cái tên, bên phải là các đối tượng, và nó trỏ từ x thì sang bên này. Như vậy là cái namespace là một cái là một khái niệm rất quan trọng của Python. Nó sẽ lưu trữ các cái tên mà nó đang quản lý, các cái tên biến này quản lý, và mỗi tên biến như vậy nó ánh xạ sang các cái đối tượng, các đối tượng. Khi tên biến là x bằng 10 thì máy nó sẽ tạo ra cái đối tượng là 10, đối tượng là 10 và nó ánh xạ như vậy. Như vậy vì tôi thì viết lại cụ thể hơn nữa, như vậy là cái nôm na thì viết lại cái namespace cho thật chính xác lại. Đây, namespace nó gồm có hai cái, chúng ta dùng nó gồm có hai cái cột, một cột là cột để quản lý các cái tên, cột thứ hai là cột quản lý các đối tượng dữ liệu nhé. Thì tất cả cái này nó gọi là namespace, namespace không gian tên, tiếng Việt nó gọi là không gian tên. Khi tôi viết là x gì bằng 10 thì máy tạo ra một đối tượng là 10, và máy tạo ra một x gì nằm trong cái namespace này rồi, và máy bắt đầu, chương trình bắt đầu quản lý cái biến biến x gì, và x gì nó trỏ sang này gắn ánh xạ. Như vậy namespace nên mà làm tổng hợp ánh xạ từ tổng hợp name sang tổng hợp các cái đối tượng này chưa. Đấy. Bây giờ tôi viết tiếp này, tôi viết tiếp là s gì bằng bằng hà chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sâu bên này là hà nhé, hà, và tạo ra biến là biến s thì nó trỏ sang đây. Đấy. Thành không nào. Đấy, cái bên này như vậy khi ban đầu khi chúng ta mà mới vào, chúng ta vừa mới vào trong Python thì cái namespace này nó rỗng không có gì hết nhé. Khi tôi đặt x 10 thì máy tạo ra cái biến đầu tiên là cái x gì trỏ sang 10. À, khi tạo ra tôi có lấy x bằng hà, máy tạo ra một biến một đối tượng mới là hà, là sâu, và tạo ra một cái tên mới là s và trỏ sang hà. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi mới làm tiếp này. Bây giờ tôi sẽ viết là như sau này. Bây giờ tôi sẽ làm cái biến, tôi sẽ tạo ra biến mới là như như là z z tôi đặt gắn nó bằng x. Được chưa? Thì như sau nhỉ, chú ý nhé, thì ở đây này thì máy làm như sau, máy sẽ nhìn ở bên phải, à như vậy bên phải của tôi không phải là đối tượng cụ thể là số 2, số 3, mà là đối tượng là lấy từ, là cái đối tượng dữ liệu mà lấy từ cái tên x gì. Máy sẽ kiểm tra xem trong namespace có x gì hay không. Trong namespace mà không x gì thì coi như là lỗi. Nếu có thì máy sẽ tìm cái đối tượng mà x chỉ trỏ vào, như vậy chính là 10, được chưa? Và máy tạo ra một cái biến mới là z và trỏ vào chính cái đối tượng này, trỏ vào 10. Đấy. Nhưng mà trường hợp này là trường hợp khi mà tôi viết z và x gì thì x gì và z là hai cái tên nằm trong cái namespace và cùng trỏ vào cái số 10. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi lại viết tiếp này. Tôi lại viết tiếp như là x gì bằng x gì cộng với 2. Đấy.
Khi viết như này thì như sao, thì máy sẽ cũng như trước kia, máy sẽ kiểm tra x là cái gì, x là có, x là 10 đúng không, từ 10 máy sẽ lấy giá trị là 10 cộng 12 là 12, và máy tạo ra một đối tượng mới là 12 đấy. Và máy sẽ x này nó sẽ gán bằng cái này, x nó sẽ trỏ vào, nó sẽ trỏ sang 12, và cái chỗ này là mất đi, không còn nữa nhé, x đấy. Mà với lệnh này thì x sẽ trỏ sang 12, s là vẫn trỏ sang hàm và z trỏ sang 10. Như vậy là cái chính vì máy sẽ tạo ra đối tượng trước, x trỏ vào sau, cho nên là x là kiểu dữ liệu của kia, tên x được xác định sau, được xác định theo cái đối tượng mà nó trỏ đến, cho nên cho thấy là ở trong Python là chúng ta là không cần phải khai báo biến là như vậy. Bạn bè các bạn có hiểu không? Nó rất đơn giản. Đấy, cái tư duy nó rất quan trọng nhé. Như vậy thì là cái namespace là cái dùng để quản lý cái đó, quản lý cái ánh xạ. Chúng ta là tập cái ánh xạ trỏ từ x thì trỏ các cái biến sang sang cái em sang các cái đối tượng, và cái không không gian tên chính là cái đây, không gian tên này chính là cái vùng quản lý biến. Khi một biến được tạo ra ở trong một cái không gian tên nào thì nó được hoạt động trong không gian tên đó và không hoạt động ra bên ngoài các không gian tên khác. Từ giờ phút này thì tôi chỉ nói là chúng ta hiểu như vậy, chúng ta chỉ biết là trong Python là khi chúng ta vào Python là nó có ngay một không gian tên nằm trong chương trình chính. Thì không gian tên đó thì chúng ta sẽ hiểu đó chính là không gian tên, là không gian các cái biến tổng thể. Như vậy là một cái biến được tạo ra trong cái trong ở trong chương trình chính ấy, thì người ta gọi là biến tổng thể, và nó được quản lý bởi không gian tên tổng thể, và cái không gian tên đó là chính là cái vùng để quản lý các cái tên đó nhé. Đấy, thì chúng ta biết như vậy, khi mà có cái này rồi chúng ta thấy nó thấy rất là sáng sủa. Thì đến cuối chương trình, khi mà chúng ta học xong cái hàm, thì tôi sẽ nói kỹ hơn một tí. Khi trong chương trình chúng ta nó có một cái bài là về các cái phạm vi của biến nhớ, thì chúng ta sẽ quay lại cái này, chúng ta sẽ thấy hiểu hơn nhé. Còn ở đây thì chúng ta tạm thời dừng lại ở đây đã nhé. Chỉ biết rằng như vậy là vì sao ở trong Python lại biến lại không cần phải khai báo trước, bởi vì mà tất cả các biến, các tên biến ở trong Python được quản lý bởi namespace, bởi không gian tên. Và bản chất của cái quản lý biến này là biến nó sẽ trỏ vào một cái đối tượng mà nó đang làm việc tạm thời điểm. Thì một cái biến nằm trong không gian tên sẽ trỏ vào một cái đối tượng, chính là giá trị của nó là hay là cái là đối tượng đó. Và do đó cho nên là rất nhiều nhiều người nói rằng là bản chất của Python chính là các cái biến, chính là các cái con trỏ. Hiểu thế cũng được, nhưng mà đừng hiểu nhầm sang con trỏ của Pascal và C là được. Khi chúng ta vẽ hình này giống như con trỏ thật, nhưng con trỏ của Python nó chỉ là cái ánh xạ tên ánh xạ vào kia một đối tượng, chứ nó khác cái được con trỏ ở trong Pascal và C. Được rồi, nhưng mà tới đây tôi xin chúng ta sẽ không đi sâu hơn nữa, và đến sang đến phần sau thì chúng ta sẽ đi sâu hơn, nhưng hôm nay dừng lại đi thôi, vì nếu mà bây giờ tôi đi sâu hơn vào các bạn sẽ không hiểu gì lắm. Bây giờ tôi quay sang nói luôn sang cái tiếp theo, là chúng ta sẽ sang cái bài số 3, là bài tiếp theo là tôi nói với các bạn về cái lệnh, hai cái lệnh rất quan trọng là lệnh for và lệnh while nhé. Thì lệnh for là cái gì? Lệnh for là cái lệnh lặp, mà với vòng lặp cố định, nó tương đương giống như lệnh là for i bằng, giống như là Pascal và C là for i bằng 1 2n do gì đó đúng không? Vậy là nó hoàn toàn giống như vậy. Thì chúng ta sẽ như vậy, cái lệnh for là lệnh như này, lệnh for là cái lệnh như sau, nó về mặt nào đó nó tương đương như là giống theo chúng ta biết là for i trong trong C nhé, bằng 1 2 n xong do có gì đó đúng không, do xong chúng ta bỏ cái gì đó đúng không. Đây, thì đây là cái cách mô tả trong Pascal và C. Còn ở trong Python thì như thế này, chúng ta mô tả như sau. Ví dụ nhé, tôi cần in ra tất cả các số từ 0 cho đến
cho đến 50, cho đến cho đến 49. Làm như sau. N sẽ bằng 50 nha. Và viết là for i in range n. Đấy, hai chấm. Cái for in range n này nó tương đương với là for i bằng 0 to n trừ 1. Đấy. Vì ở trong Python thì nó không các cái hạng các cái mảng nó không bắt đầu chỉ số từ 1 giống như là Pascal mà nó bắt đầu chỉ số từ 0. Cho nên là một cái mảng n phần tử thì nó là từ 0 đến n trừ 1, chứ tôi dùng cái hàm range, chính là cái hàm range là cái hàm mà từ 0 đến n trừ 1, rất hợp lý để mô tả lệnh for. Với là for in range n là tương đương với cái là for cho i chạy từ 0 đến n trừ 1. Ở đây cụ thể đây là n là 50, như vậy là i chạy từ 0 đến 49. Sau đó tôi sẽ phải hai chấm xuống dòng thụt vào. Đấy, chúng ta thấy hai chấm xuống dòng thụt vào để chúng ta có cái nha. Đây, in ra tôi in ra y này nhé, y này. Viết như này, máy sẽ in ra lệnh in viết như này, thì khi xong in xong lệnh in chữ y xong thì nó sẽ xuống dòng. Vì tôi muốn là khi viết chữ y ra mà nó không con tròn không xuống dòng ngay bên cạnh thì làm như sau. Tôi đưa thêm một cái một đối số nữa là n bằng cái nó lần các là như này. Thì lệnh này lệnh như sau là in y. Nhưng sau đó là con trỏ không xuống dòng, con trỏ sẽ in ra sẽ ở đằng sau đó là một dấu cách, con trỏ là nằm bên cạnh. Cái này sẽ in ra cái dãy y đó trên một hàng ngang. Hàng ngang. Vậy nó rất là cái lệnh lệnh for là lại như vậy nhé. Như vậy thật ra lệnh for cho ta chú ý đến cái hàm range. Cái range nó chính là một hàm trong Python, mà ở phút này chúng ta mặc định chúng ta coi như là một cái, chưa hiểu là nó là một cái dãy. For in range là cách mô tả cái cú pháp của cái lệnh for nhé. Bây giờ tôi làm với bài này thì tôi sửa lại như sau nhé. Bây giờ tôi sửa như sau này. Bây giờ tôi muốn in ra bài tập thứ hai, in ra tất cả các cái số bình phương từ 1 cho đến 49. Một bình phương thì 49 bình phương thì làm như nào? Tôi làm như sau, cũng viết viết là n bằng 50. Sau đó thì viết là for i in range n. Nhưng mà tôi xuống dòng tôi print không phải print i mà tôi print is nhân với i, nên ra là bình phương. Đây là cái lệnh này in ra các số bình phương từ 0 cho đến là từ 0 cho đến 1 bình phương, 2 bình phương, 49 bình phương. In ra trên một hàng ngang. Rất là nhanh đúng không? Bây giờ tôi làm một bài tập khác. Bây giờ in ra trên một hàng ngang không phải các số từ 0 đến 49 mà in ra tất cả các số mà chia cho 7 trong phạm vi từ 0 cho đến 100. Cho đến 99, làm như nào? Làm luôn nhé. For i in range 0 cho đến 99, đây chính là 100. Vậy là cái range 100 là 0 đến 99 mà tôi in ra. In ra ngay, tôi kiểm tra đã, vì đầu bài là in ra các số chia cho 7, tôi phải là if i chia cho số từ 7 mà bằng 0 thì in ra. In chia cho 7 thì mình phải in mà cũng như vậy, hàng ngang chứ mà hàng ngang để như này. Lệnh này in ra các số nằm trong khoảng từ 0 đến 99 nhưng mà chia cho 7. Đơn giản đúng không nào? Như vậy là đây là lệnh for nhé. Như vậy là cái gốc của lệnh for là nó đi với gì? Nó đi với cái hàm range rất quan trọng. Và range thì tôi mô tả lại cái range nhé, đây bên này nhé. Như vậy cái for ở trong in range là cái cấu trúc hai chấm xuống dòng. Thì đây là cái cú pháp hay dùng của cái lệnh for ở trong trong Python. Thì muốn hiểu cái lệnh for nữa, chúng ta phải hiểu hơn cái lệnh cái range là cái range này, đây chính là một, là làm cái dãy số thôi.
là một dãy, nó trả lại một cái dãy số từ 0 đến n trừ 1. Như vậy là cái range n này nó chính là cái dãy số là từ 0 1 2 vân 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 cho đến n trừ 1. N trừ 1. Được chưa? Là 0 2 n trừ 1. Thế bây giờ tôi muốn là thay đổi lại là không phải từ 0, tôi muốn từ một số nào đó thì làm như nào? Thì như sau. Thì như vậy ở trong trường này thì cái range này thì tôi sẽ viết là như này. Cái range này là chính là cái stop. Vậy là cái mặc định là gì? Là cái range là cái hàm mà bắt đầu từ 0 cho đến stop trừ 1 thì dừng lại. Đây thì đây là cái cú pháp, là đây là cách gọi đơn giản nhất của hàm range, nó chỉ có một tham một cái biến thôi là stop thôi nhé. Rồi. Nhưng mà thực chất ra cái hàm range nó có rất nhiều những cái dạng khác nhau. Nhưng cái dạng như vậy là cái dạng hay dùng nhất, đơn giản nhất là dạng stop. Stop. Thì cái dạng này là từ 0 1 2 cho đến là stop trừ 1. Cái tham số stop là tham số là bắt buộc phải có. Một cái dạng thứ hai rất hay dùng nữa là thêm một tham số start, và stop. Thì tham số start tham số là có thể có hoặc không. Nếu mà không có nó thì nó là bằng không. Đây, ứng là bằng không đấy nhé. Còn có nó thì nó là bắt đầu từ start, sau đó là start cộng 1. Cho đến cuối cùng là stop trừ 1. Thì đây là cái cách mô tả thứ hai là hàm range nó có hai tham số là start stop. Thì đây là một dãy số bắt đầu từ từ cái biến start và kết thúc là stop trừ 1. Tôi lấy ví dụ như là cái hàm range, tôi viết là range như này, range là 150. 150 thì là chính là cái dãy số là từ 1 2 cho đến 49. Được chưa? Bây giờ đây là dạng thứ hai. Dạng thứ ba còn mạnh hơn nữa là nó có ba tham số, ba tham số là range, mà cái dạng thứ ba còn hay nữa nó là start, stop và step. Step này là mặc định của nó là một, tăng lên một. Start này là mặc định của nó là không. Thì nếu có thì nó như sau: nó bắt đầu từ start, sau đó là start cộng step, và cứ như vậy cộng dần và nó dừng lại ở trước stop, chứ không biết cái nào dừng lại. Nó dừng lại ở trước stop, stop là phải dừng lại ở trước đây. Thì như vậy như vậy suy ra là cái dạng tổng quát của start stop step là một cái cấp số cộng. Cấp số cộng là với cái sọ bắt đầu là start với cái cái số gia tăng là step và nó dừng lại ở trước stop. Cái này là cái rất là hay. Yeah. Như vậy là nó có ba cái tham số như này. Bây giờ tôi sẽ mà minh họa, ví dụ cho ta minh họa nhé. Là rất hay dùng nhé. Ví dụ như này. Cái hay nữa của cái step là nếu step bằng trừ 1 thì nó là giảm. Giảm từ start và giảm dần xuống. Ví dụ tôi viết là ví dụ tôi viết là range của 100, đúng không? Tôi giảm đến 0 và trừ 1. Thì đây chính là cái dãy số là bắt đầu từ 100 và giảm xuống đến 1. Từ 100 này, 99 và giảm đến 1 thì dừng lại. Tôi giảm dừng lại ở trước 0 mà. Dừng lại ở trước 0, cho nên là nó dừng lại ở số 1. Vì ở đây cái step của chúng ta là trừ 1. Trên cái hàm range này là hàm hay dụng được rất là nhiều, rất là hay đấy nhé. Tôi lấy một ví dụ chúng ta hình dung nhé. Đây. Bây giờ tôi lấy ví dụ như sau nhé. Bây giờ tôi đây. Bây giờ bài khó hơn này. In ra tất cả các cái năm nhuận từ năm 2000 cho đến năm cho đến năm 2100. In ra bài tập in ra các năm nhuận từ năm 2000 đến năm 2000 đến năm 2000 2100 như nào, làm như sau như đây. For nghĩa là k đi, là dùng biến não được. For k in range bắt đầu từ năm 2000
đến hai một trăm đến năm 2101 đến trước 2101 nha. Step là không còn step nữa, là một rồi. Nhưng mà đây là cái dãy số gì? A phong lên 2000, 2000, 2101, tức là cái dãy số nó bắt đầu từ 2000 đến 2100, 2100. Dãy số liên tục như vậy. Nhưng không in ra tất cả, tôi in ra thì tôi in ra tôi kiểm tra nếu mà k là nhuận tôi mới in ra. Vậy là if như là lại cái vậy tôi mô tả lại cái đấy cái biểu thức nhận nhé. If này k chia cho 400 bằng 0 o ngoặc hoặc là k chia 400 hoặc là k chia hết 4 đồng thời là k không chia hết 100. Chính là cái biểu thức mà logic để mô tả rằng là nếu đúng tức là k là nhuận thì tôi mới in ra, tôi print k ra ngoài. À, ý tôi chỉ bật hàng ngang cho nó dễ đi, ngang nhé, n bằng đây là cái lệnh là gì, lấy in ra tất cả các năm nhuận, tất cả các năm nhuận trong khoảng từ từ năm 2000 đến 2100 trong 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 thế kỷ 21 đấy đúng không, đây in ra nó sẽ in ra tất cả những năm đó đây. Có thể dài hơn nữa nhé thì chúng ta thì tăng cái này lên thôi. Như vậy đây là cái lệnh này. Là một cái như vậy cái hàm range là cái hàm như vậy và chúng ta thấy cái for nó là cái lệnh for mà chuẩn, lệnh for mà chúng ta thấy ban đầu học là chỉ là cái này. Như vậy là cái hàm range nó có ba dạng. Một cái dạng là đây chính là tăng một, tôi biết tôi mô tả cái hàm range mà tăng lên mà giảm nhé. Vì tôi in ra tất cả các số chia cho 3 mà lùi lùi từ 100 về về 0 này, for i in range lùi từ 100 về 0 nha. Đây là về 1 từ 100 về 1 dừng trước 0 là range 100 0 1 tức là cái dãy là 199 nhân vân cho đến là 1 dừng lại trước 0 mà. Nhưng mà tôi kiểm tra nếu mà if y chia cho 3 bằng 0 tôi mới in ra, mới in ra tất cả các số hết 3 mà nằm trong khoảng đó và lùi xuống nhé. Đến y n thì thứ chín cũng là ba đấy, in lùi xuống. Như vậy là cái hàm range chúng ta thấy là nó rất đa dạng đấy. Hàm range rất đa dạng. Thì đó là lệnh nhà, đó là lệnh for. Bây giờ tôi là nó sang cái thao lệnh while. Lệnh while làm lệnh rất là hay. Lệnh while là cái lệnh như sau. Lệnh while là cái lệnh là lặp có điều kiện, tức là nó lặp và khi nào mà nó điều kiện nó sai thì nó dừng lại. Thì cái mô tả của cái hàm của cái lệnh for lệnh while là như sau. Lệnh while lệnh lặp và sau một lặp là không không cố định nhé. Đây lệnh while lệnh for nó rất là giống với Pascal và C. Phần này rất là dễ chứ các bạn, dạy phần này là rất là dễ, rất dễ dàng, không học sinh không có gì phải khó khăn cả, chúng ta quen rồi. Nhưng while này nó là điều kiện sau là hai chấm suốt dòng là mô tả các lệnh là. Chỗ này là lùi vào, thụt vào là bốn dấu cách. Như vậy là máy sẽ kiểm tra cái điều kiện này đúng thì thực hiện các lệnh lặp này. Sau là có lại kiểm tra liên tục, thiện liên tục cái vòng lặp này. Khi nào mà điều kiện là sai thì nó dừng lại. Đó là cái lệnh ngoài. Được chưa? Thế thì mà đây, cái lệnh ngoài là lệnh nó khá đơn giản và nói chung là học sinh tôi nghĩ là nó rất dễ hiểu. Bây giờ mà thật ra khi chúng ta mô tả cái lệnh vòng lặp for thì nó cũng tương đương với một cái lệnh, tương đương với một cái lệnh while thôi. Đây nhé, vì while này bây giờ giả sử như sau nhé. Bây giờ giả sử tôi muốn in ra các số đây
in ra các số in ra các số là bình phương từ 1 đến 100, tôi lấy ví dụ thế nhé. Các số bình phương là từ 1 đến 100 thì làm như nào? Ví dụ là in 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 số một bình phương này, một bình phương này, hai bình phương này, ví dụ như thế, ví dụ thế, hai bình phương cuối cùng là một 100 bình phương thế nào? Có thể là hoàn toàn là dùng lệnh for là bình thường, mà tôi muốn mô tả nó bằng lệnh gì, bằng lệnh OR thì như sau nhé. Đầu tiên cho k bằng một nhé. Đấy. Sau đó tôi đổ y y k mà nhỏ hơn 1 lệnh tôi vẫn làm. Như sau tôi print k bình thường ra trên một hàng ngang, như này. Tôi tăng k lên một đơn vị. Giờ đây lấy ra tất cả các số bình phương từ 1 đến 100 bình phương trên một hàng ngang. Đây. Đây. Như vậy là lệnh for trên tôi có thể chuyển sang lệnh while là bình thường. Bây giờ tôi là mô tả tiếp lệnh while nữa nhé. Lệnh while này là tôi bây giờ cho trước một cái in ra một cái một cấp số cộng bắt đầu vào từ A không bảy chẳng hạn, với công sai là D trước, với công sai là công sai là 6 chẳng hạn, và in ra tất cả số đó với điều kiện là nhỏ hơn 100, ví dụ như là nó là 7 này, 13 này, 13 cộng 6 là bao nhiêu, là 19 này, 19 cộng 6 là 25 này, thì mình vậy in ra tất cả số của cái dãy này nhưng mà nhỏ hơn 100 thì làm như sau. Thì làm đơn giản, người ta dùng lệnh while rất đơn giản, thì biết là k bằng 7 nhé, và while k nhỏ hơn 100 người ta còn làm cũng là như vậy. Sau while là điều kiện hai chấm trong dòng, bất cứ chỗ nào mà là làm một cái nhóm lệnh đều là hai chấm xuống dòng thuật vào. Đây là cái rất đặc thù của Python. Cái này chúng ta chưa quen, chúng ta sẽ phải phải làm quen. Mà muốn quen chúng ta phải hành thật nhiều chúng ta mới quen được. Chúng ta có phải các bạn là giáo viên, chúng ta phải thực, chúng ta hàng ngày chúng ta mở máy chúng ta làm, bài tập chúng ta làm rõ trên máy sao nó quen đi nhé. Rồi, như vậy chúng ta làm như sau, chúng ta print k ra ngoài, đúng, print k n k tăng k lên tăng k cộng với d, hiện ra đúng cái dãy của chúng ta. Sau cuối cùng của nó là chính là 97 đây. Chúng ta thấy không nhỉ? Được chưa? Thì đi theo đi với lệnh for và lệnh while thì chúng ta có cái là chúng ta có cái chúng ta có cái hai cái lệnh rất quan trọng, là hai lệnh là break và lệnh continue. Bây giờ cái này rồi, lệnh break là khi gặp trong trong vòng là for hoặc là while, nếu có lệnh break thì tức là dừng lại và thoát ra khỏi cái lệnh làm đó, thoát khỏi for cho lệnh while. Còn continue thì không phải là dừng, continue là dừng chạy tiếp trong trong cái vòng lặp con đó và quay lại vòng lặp tiếp theo. Chúng ta có trong vòng lặp nó có nhiều lệnh đúng không nào, thì đang ở gặp khá nhiều thì là chúng ta sẽ không đi tiếp các lệnh ở bên trong vòng lặp con nữa, mà chúng ta quay lại bắt đầu quay sang cái vòng lặp tiếp theo, thì đó là lệnh continue. Đây là hai lệnh mà trong sách giáo khoa cũng không nói, nhưng mà chúng ta theo tôi thì nếu mà lớp mà học khá chúng ta vẫn phải dạy học thêm cho học sinh, theo tôi như vậy. Không không có gì không 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 nên cấm học sinh biết cái lệnh này, vì hai lệnh này lệnh đây là hai cái lệnh rất rất là quan trọng, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi nên một chúng ta làm một vài ví dụ cho cái hai lệnh này nhỉ. Tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi mới in ra đây, vì tôi lấy ví dụ thôi, là ví dụ để cho nó in ra các cái dãy số, mà cái dãy số từ 1 cho đến
in ra từ tôi làm dễ vụ đây nhé, biển cũng dễ đó mà tôi không kiểm soát được, là tôi không biết là bao nhiêu thì nó dừng lại. In ra tôi làm bài tập như này nhé, tôi làm bài tập như này là vì vì sao tôi cần bài tập này là vấn đề. Bài tập như sau này, dãy của chúng ta là về sửa vẫn là cái dãy trên nhé. Đây, đây là cấu trúc cộng chúng ta sẽ là a bằng 7 này và d bằng 6 này, thấy chưa? Bắt đầu a và cái cosine của nó là 6. Bây giờ tôi ghi ra tất cả các dãy này và sẽ dừng lại khi mà gặp cái số đầu tiên, chia hết cho, dừng lại và dừng lại khi nào, dừng lại khi khi gặp số đầu tiên chia hết cho, ví dụ nhé, là ví dụ này, chia hết cho, chia hết cho một số hạng đầu tiên chia hết cho 77, ví dụ này. Không biết cho hạt trong dãy của chúng ta có 77, 7 không có đúng không? Nhưng gặp 77 thì nó chia hết cho 77 thì ta thì dừng lại. Tôi không biết là bao nhiêu số hạng là thì là vừa. Mẹ tôi làm như sau. Đây, làm như sau nhé. Tôi đặt là a bằng 7 được chưa? Thì in ra cái dãy này, in ra tôi dùng lệnh oai in ra vô hạn, tôi là vô hạn lần, vô hạn lần. Và tôi in. Print k. K chia vào hàng ngang nhé, n. Không biết là cái vòng lặp này là nó dài bao nhiêu lần, không biết cái vòng lặp là a bằng tôi để vòng lặp là while true, như vậy là cái vòng lặp của tôi sẽ là vô hạn, nhưng mà tôi dừng khi nào, dừng khi mà cái số k đó chia cho 7. Như vậy là if k mà chia cho 77 mà bằng không thì tôi là dừng lại, dùng lại là break, dừng lại. Còn nếu không thì là tôi vẫn đi tiếp cái này là k bằng k cộng với d, được chưa? Như vậy là cái vòng lặp này là vòng lặp vô hạn như sau. Tôi đã in ra k, nếu k không chia cho 7 thì tôi vẫn tăng k lên và vòng lặp này sẽ là vòng lặp vô hạn. Như vậy đây là cái in ra cái dãy của cấp số cộng bắt đầu từ a với công sai là 6 và chỉ dừng khi mà in ra cái số đầu tiên mà chia cho 7. Không biết là bao nhiêu, hay tôi biết là số nó là bao nhiêu dãy, in ra thử nhé, nó khi nào nó dừng nhé. Vậy nó dừng khi mà đặt cái số là cái số đó là k bằng 385 thì nó dừng lại. Tôi biết không biết nó là bao nhiêu. Đây, trường đó tôi sẽ vì không không thể kiểm soát được thì tôi dùng lệnh break là như vậy cho thuận tiện. Bạn đã hiểu chưa? Đây là bài tập mà cũng đơn giản thôi nhưng mà là khá hay. Để cho sinh có cái tư duy là dùng lệnh break này cho nó tiện. Hoặc có thể bài này, hoàn toàn có thể sửa lại là gì, sửa lại là sửa lại một chút là đó được. Chúng ta sẽ bài tập này các bạn có thể cho học sinh làm bài tập về nhà là không dùng chu thì ta làm như thế nào, không dùng cái câu lệnh oai chu thì làm như thế nào. Nếu mà chúng ta ra cái lệnh là nếu mà gặp chia trên 7 mà dừng lại ngay thì nó không in ra cái số k, thì như vậy chúng ta sẽ bài tập này khó một chút thì chúng ta sẽ phải cho học sinh suy nghĩ một chút để làm bài tập này nhé. Mà trường này là trường mà tôi làm trên màn trên hình này là trường rất là tối ưu, là nó đẹp. Chúng ta dùng cái lệnh break. Còn tôi để cho học sinh là hãy làm bài tập này mà không dùng lệnh break thì như thế nào, thì nó làm bài tập khác nhé. Được rồi, thì đó là cái em, như vậy tôi vừa mới nói xong cái em, cái lệnh ba cái lệnh rất quan trọng là lệnh if, lệnh for và lệnh while. Thì đây là ba cấu trúc điều khiển cơ bản của Python và cũng như của mọi các lập trình khác. Như vậy là cái trường ba cái trường này thì theo tôi là đơn giản, giống như là mọi cái ngôn ngữ lập trình khác, giống như là giống như Pascal, giống như là C. Tuy nhiên có một điều này tôi sẽ nói các bạn nhé, có chỗ này là cái chỗ mà là như thế này, là hôm trước ấy là có một giáo viên của hỏi tôi mà đúng thật là tôi cũng đây như này nhé,
Cái này là do cái này tôi khi tôi viết sách giáo khoa tôi cũng biết rồi, nhưng mà do là cái do chúng ta đã quá quen với cái sơ đồ khối đấy, vì trong sách ở trong cái ở trong sách giáo khoa, trong yêu cầu của sách khoa yêu cầu là bắt buộc phải mô tả các cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, cấu trúc bằng bằng cái câu lệnh bằng cái sơ đồ khối. Cho nên là trong sách giáo khoa có một sơ đồ khối như sau. Đây, đây là cái sơ đồ khối của lệnh for nhé. Lệnh for. Đây. Thế thì đây thì cái lệnh này chúng ta chú ý, tôi nhắc lại biệt thì tôi thêm một chút để chúng ta nhấn mạnh, nếu học sinh nó hỏi thì chúng ta giải thích cho học sinh, còn nếu học sinh không hỏi thì thôi. Cái lệnh for for in range n. Đấy, chúng ta đã biết rằng đây là cái lệnh mà cho y chạy từ 0 đến n-1, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ dùng thêm một cái lệnh này, lệnh này như này nhé. Thì lệnh này ở trong sách giáo khoa được mô tả như sau. Đấy, tôi nhắc lại vì chúng ta mô tả cái sơ đồ khối của nó. Cái sơ đồ khối này là cái sơ đồ khối mà thật ra trong chương trình là có, trong yêu cầu của chương trình là có. Đấy, và tuy nhiên cái sơ đồ khối này chúng ta chú ý, đây tôi nhấn mạnh lại nhé, đây có một chú ý này. Trong sơ đồ khối thì họ thì viết như sau, trong sơ đồ khoa viết sau là cái lệnh trên tương đương với lệnh này. Tương đương với sau, tương đương khối là như sau, là y bằng 0 đây nhé, y bằng 0. Sau đó là khối lệnh, là lệnh khối lệnh. Khối lệnh nhé. Tiếp theo là kiểm tra này. Kiểm tra là y có nhỏ hơn n trừ 1 hay không này. Nếu mà đúng thì tăng y lên lên một đơn vị, y bằng y cộng 1. Mà sau đó chúng ta sẽ quay lại cái này. Còn nếu không, nếu mà sai thì thoát ra lệnh sau. Thì đây cái đoạn này chính là cái đoạn đoạn từ đây đây này chính là lệnh for của chúng ta đây. Đấy. Thì cái lệnh này trong sách khoa của cuốn sách cái đồ trí thức là nó thật ra nó có hai chỗ sai, thật ra theo tôi nên chúng ta mà tìm hiểu kỹ là nó có hai chỗ sai nhé. Cái sai thứ nhất là gì, nhưng mà cái sai hai cái sai này theo tôi nó không quan trọng, vì cái sai này nó chỉ cho học sinh nó mô phỏng để học sinh hình dung được là cái vì vì sao lại đưa cái này vào, là bởi vì học sinh lớp 6 đã học đến khái niệm sơ đồ khối. Thật ra cho đến bây giờ theo tôi biết thì tất cả các sách về thuật toán đều bỏ không không dùng sơ đồ khối để mô tả nữa, vì sơ đồ khối này nó không mô tả sát vào cái ngữ lập trình nữa. Cái sơ khối này nó chỉ áp dụng đúng với Pascal thôi, còn với C thôi, còn nó không đúng với các ngữ khác. Mà thật ra tôi mô tả nhé, sai chỗ nào, có hai cái sai thì dùng cái này chúng ta biết nhau thôi. Nếu học sinh nó cặn, nó vặn vẹo, nó hỏi thì chúng ta cần trả lời và trả lời như nào, tôi sẽ nói ngay bây giờ và cái buổi sau cũng các buổi sau cũng sẽ nói lại cái chuyện này. Nhưng nếu học sinh không hỏi thì thôi. Thứ nhất là cái sơ đồ này nó sai như sau, là trường hợp mà n bằng 0 ấy, n bằng 0 thì cái khối lệnh là cái chuyện này sai, cái khối lệnh nó không thực hiện nữa. Không lệnh là sau lệnh này thì khối lệnh này luôn thực hiện được đúng không? Thế sau nó mới kiểm tra. Vậy chỗ này là luôn thực hiện này. Sau đó mới kiểm tra. Đấy. Nhưng mà ở trường n bằng 0 không thực hiện, suy ra là máy nó kiểm tra trước, sau đó nó mới thực hiện sau. Thì như vậy là nếu mà đúng ra phải làm như này mới đúng này. Đây nha, để tôi mô tả như vậy, đúng ra là phải như này, y bằng 0. Sau đó là kiểm tra. Nếu mà y nhỏ hơn n trừ 1. Nhé. N trừ 1 nhé. Nếu mà đúng. Đúng thì thực hiện khối lệnh. Thực hiện khối lệnh. Khối lệnh sau đó mới là y bằng y cộng 1. Và quay lại đây. Đấy. Nó nếu sai thì thoát ra. Thì cái này thì nó đúng hơn một chút. Đúng hơn một chút so với cái lệnh for của chúng ta nhé. Vì nếu n bằng vì trường này nếu mà n bằng 0 thì dừng lại ngay. Đây là sai, dừng lại ngay.
Như vậy là cái sơ đồ này này, cái sơ đồ này là sơ đồ cho sách giáo khoa này, cái số này là bị sai nếu mà n bằng 0 nhé. Tuy nhiên với Python sơ đồ này dù có n có lớn không thì nó vẫn sai. Là nhìn này này, các bạn chú ý nhé. Ở trong cái lệnh này khi mà thoát ra, nhưng mà chúng ta mô tả đúng cái lệnh này nhé, nhưng mà thoát ra khi mà thoát ra chỗ này thì y nó sẽ bằng n, y nó sẽ bằng n. Khi y lớn thì bằng n, y bằng n thoát ra thì như vậy khi n bằng n, khi y bằng n thì nó mới thoát ra, chỗ này mới sai thoát ra. Như vậy theo cái sơ đồ này nhé thì khi mà thoát khỏi lệnh for thì y sẽ bằng n, là khi thoát, khi thoát khỏi vòng for thì suy ra là y bằng n. Đấy, thì đây là cái này suy được là từ từ cái sơ đồ khối này, bạn thấy không nào? Và cái đó là sai vì trong cái lệnh nhé, y bằng khi chúng ta thực cái lệnh nhé, y for y in range n hai chấm xuống dòng cuối lệnh thì khi thoát ra thì y nó bằng y, thì y nó bằng n chừng một. Vì vì sao là vì vì cái vì như này, lý do vì sao, vì lý do là như này nhé. Lý do là cái hàm ren này nó là cái dãy số là 0 1 2 n trừ 1, và cái lệnh for này là nó y nó chạy y chạy y chạy từ đây y nhé, y chạy từ 0 1 2 đến y n trừ 1 là nó dừng rồi. Chứ nó vì ở trong trong lệnh for này ở trong Python nó không có, thực ra nó không có cái lệnh kiểm tra này đâu, này này đâu, không có kiểm tra này đâu. Em thấy là nó chỉ đúng với ngôn ngữ C thôi. Cho nên là với vòng for thì khi thoát khỏi lệnh này thì y sẽ bằng n trừ 1. Thì chúng ta chú ý là nó bị sai đấy, nhưng mà là như vậy chỗ này chúng ta chú ý nhé là cái như vậy. Tóm lại lại là cái sơ đồ khối mà mô tả của cái lệnh for ở trong sách giáo khoa. Thầy thấy biết là cả trong sách khoa, cả bên cả sách kết nối cũng như sách cái gì đều có sơ đồ khối này, và cả hai đều mô tả không chính xác với ngôn ngữ Python. Nhưng mà cái sơ đồ khối này nó chỉ mang tính biểu tượng thôi, chỉ mang tính logic để cho học sinh hiểu thôi, chứ nó không không phải để mô tả cặn kẽ cái ngôn ngữ lập trình. Cho nên là học sinh sẽ không hỏi đâu, mà chúng ta cũng không cần giải thích cho học sinh nhé. Nhắc lại cho anh biết như vậy thôi, vì đây là có một số giáo viên hỏi riêng tôi có trả lời như vậy. Đây là cái tình huống để nếu mà học sinh nó hỏi kỹ hơn thì chúng ta trả lời. Như vậy là khi mà thiện lệnh for ở trong Python thì phần mềm nó không chạy theo cái này, không chạy theo, không hề có cái lệnh này kiểm tra y nhỏ hơn n trừ 1 hay không. Nếu đúng thì nếu sai thì ở trong lệnh for đó nó không có cái lệnh, đây là bản thân chúng là lệnh if nhé, bản thân chúng này là một lệnh if, là một cái lệnh if. Trong lệnh for không lệnh if như vậy, lệnh for là nó cho y chạy một mạch từ đầu đến cuối của cái dãy đó thôi. Khi thực hiện lệnh for y in range n là máy sẽ là dù có là range n hay là range ví dụ như là x n hay là một cái range gì nữa, một cái range nữa là m n hay là trừ một gì nữa, thì bản chất cái này nó là một cái dãy, bản thân cái hàm range nó là một cái dãy số, nó là một dãy các số nguyên, một dãy các số nguyên là A0, A1, A2, AN trừ 1, và y nó chạy lần lượt từ đây, chạy lần lượt tới AN trừ 1 và nó dừng lại ở cái phần tử cuối cùng này. Như vậy là cái bản chất lệnh for là nó không phải như là trong sơ đồ khối này. Bản chất lệnh for của Python chính là một lệnh duyệt. Như vậy là bản chất nhé, bản chất cái lệnh for của Python nó chính là lệnh duyệt. Rồi các phần tử for y in là duyệt y chạy trên các cái một tập hợp nào đó, chạy trên một đối tượng nào đó, cho nên nó duyệt, cho nên nó không có, do đó nó không hề có cái lệnh if nào cả. Cho nên bên trong khi mô phỏng lệnh for thì nó không hề có cái không hề nó có cái này, nó không có cái mô hình như thế này. Hãy ra chú ý nhé. Vì từ xưa này trong tất cả các sách về 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 về, về lập trình đều dùng cái hình này ra để mô tả lệnh for,
Cho nên là khi mà viết sách giáo khoa thì tất cả các tác giả đều bắt buộc phải đưa cái hình này vào cho nó phù hợp với tất cả các mô hình khác thôi, từ xưa đến nay thôi. Nhưng mà riêng với Python thì nó không như vậy. Đối với Pascal và C thì đúng, nhưng mà đối với Python thì nó không như vậy. Đấy, thì các bạn chú ý nhé, các bạn chỉ đề một chú ý nhỏ thôi. Cái này là trong ở trong sách cái đồ trí thức, tôi nằm ở trang 105 đấy, cái sơ đồ gọi sơ đồ 20.1 trang 105. Đấy, thì có một số giáo viên hỏi tôi thì tôi thích như vậy để chúng ta thấy, và chúng ta biết như vậy thôi, chúng ta cũng không cần thiết phải nói cho học sinh. Cái sơ đồ này rất dễ hiểu, và cũng thấy đúng, hoàn toàn đúng. Đấy, như vậy nó chẳng qua là cái y nó chạy từ 0 đến N-1 thôi, thì nó đúng đúng như này. Nhưng mà nó chạy như nào? Đấy, thì bên trong chạy như nào thì ở trong cái sơ đồ khối này nó có một lệnh if trong đó, nhưng mà thực chất là nó không hề có lệnh if nào trong này hết, không có lệnh kiểm tra nào hết, mà chẳng qua là y lần lượt chạy trên một dãy các số nguyên thôi. Như là range n thì y chạy từ 0 cho đến n-1, nhìn chỉ như vậy thôi. Các bạn thấy như vậy nhé. Được rồi, như vậy là cái lệnh for là như vậy, for in range n chính là một lệnh duyệt y ở trên cái hàm range n. Cái hàm range n này các bạn thấy rằng nó chính là một đối tượng dữ liệu đấy, nó là một đối tượng. Thì đến đến bài các bài sau thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái range n này có thể thay làm là làm cái mảng, thì làm cái sâu, thì là for in một cái mảng thì là duyệt trên một mảng, mà for in trên một cái sâu thì là duyệt trên sâu. Đấy, đúng không? Nó không nó chính là một cái, nó chính là một lệnh duyệt bình thường rất đơn giản của Python. Đó, thì nó là cái lệnh duyệt này là ở trong các ngôn ngữ khác là nó không có. Ở trong duyệt lệnh duyệt ở trên một cái mảng, duyệt trên một cái mảng của Pascal và C là chúng ta lần lượt duyệt trên các cái chỉ số của phần tử của nó. Nhưng mà ở trong Python thì không, nó duyệt trực tiếp trên cái mảng đó, rất là hay. Nhưng cái đó thì đến sau 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 buổi sau chúng ta mới học nhé. Hôm nay là trường dừng lại ở đây thôi nhé. Như vậy tôi Thầy ơi cho sao hỏi tí ạ. có hỏi gì không? Dạ thì làm cho em hỏi là trong Python á thì viết chương trình nhá, do cái pen đầu dòng hay bị sai giả sử chưa biết hóa, nếu mà bị sai trong chương trình như vậy á, là cứ phải viết lại lệnh đó tiếp theo, hay là sai ở câu trên thì có sửa lại được, hay là cứ phải viết lại lệnh từ đầu đi với thầy? Em gõ chương trình hay bị lỗi không? Ở trong cái màn hình này này thì chúng ta phải viết lại vì chúng ta không quay lại sửa được nó, nhưng trong chương trình chúng ta sửa thoải mái. Còn ở đây thì các bạn phải chú ý viết và cẩn thận thôi, viết sai thì phải làm lại thôi, chẳng cái nào khác cả, đúng không nào? Dạ rồi bị lặp vô hạn làm bấm phím nào để nó dừng Bấm thầy Ctrl nhỉ? C Anh trên để xe đến đây dạ. ta thử một lần lặp vô hạn nhé. While này, true này, true nhé. Tôi Dạ. lại như thế, tôi viết là k bằng một nhé. Tôi y luôn ở trên như thế nhé, y true này. Trên này là trên màn này chỉ có từng lệnh một thôi, đã chạy một lệnh rồi không sửa lệnh lệnh nữa, cho nên là nó sai phải là phải viết lại, chẳng cách nào khác cả. Tên nhé. Dạ như dạ giờ nó viết chữ tru chẳng hạn, em viết chữ T thường, à thế là nó lại cả khúc như vậy là Đúng nó bị thế, ừ. sai Enter luôn thì nó báo lỗi, báo sai. Còn chúng ta trong khi viết ta có sửa được mà thoải mái. Ở đây vẫn đang bây giờ để ta sửa được. Ta đưa con trỏ lên ta sửa thoải mái này. Thế nào? Đấy, đưa. á. Em viết đến K Ngưng bằng mà D là Enter thì nó chịu. mới ý là Enter rồi thì không sửa nữa. Nhé. à Ta là dạ thiện luôn lại nó thì dạ nó báo lỗi ngay. Nhé. được. À chỗ này cách chữ N ra là nó lặp Đấy, mãi chưa? luôn. Đó là K bằng K cộng 1. Nó sẽ lặp mãi này. Tôi in ra dãy số tự nhiên đây, nhấn đây là lệnh về. Bây giờ tôi chưa enter vẫn vẫn chạy vẫn sửa được. Chứ giờ phút này là tôi có ba lệnh, từ lệnh là lệnh while và ba dòng mà tôi chưa hề enter, thì như vậy là vẫn sửa thoải mái. Khi enter mà sai thì không sửa được nữa, phải viết lại. Các bạn đã hiểu chưa? Nhé. Enter này, enter nó chạy thoải mái nhé. Lệnh như này. Bằng bấm Ctrl C thì dừng lại. Đây là lệnh là vô hạn nhé. Ctrl C thì dừng lại. Đấy. Các bạn đã hiểu chưa? Nhé. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đây, trên Thầy máy của tôi ơi, tướng tạ thầy có xóa màn hình đúng không thầy? thầy cứ em vào cái phần mềm Win Que cái bài trên ấy,
Khi bạn in ra dãy số và dừng lại khi lặp dãy số đầu tiên chia hết cho 77, thầy viết trong phần đầy mưu ve được không ạ? Thầy viết lại trên chương trình đi. Đúng không? Ờ. Vâng ạ, viết trên chương trình đi. Vâng. Em viết nó cũng chạy. Rồi, viết lại thử nhá. Đây là niêm anh mới đây nhá. À, yêu mới đây rồi. Rồi. Bài này bài không? Bài công sai không đấy. Lại bài này đúng không nào? Bài nào nhỉ? Bài này, bài này đúng không? Vâng. Hai bài trên thôi. Hai đây là sáu bài này. Nào in cái bài cái bài là in ra dãy và dừng lại khi lặp mà khi gặp số đầu tiên chia hết đây, cho đây, 77 này, này. Không sai bằng sáu đi tìm lại nó nằm nó tìm lại nó copy cho nó dễ hơn chứ ta viết lại ở đầu nhé đây nhá đây này cái cuối thầy cái gì cơ ở cuối à. Thế có cái bài cuối cùng mà được. Đấy. Đây đúng không? Đây, đây đúng không? Ở đây đây đúng không nào? Đi, đấy gì? Vâng. Và chu được. Biết tôi copy lại thôi. Nhá. Vâng ạ. Tôi copy lại từ đây này. Đây này. Đấy nhá. Đây. Đấy. Tôi copy lại đây. Đấy. Có cái này trong có gì không? Đúng không? Tôi sẽ em tôi sẽ ghi lên này. Tôi ghi lên nhé. Là in dãy số dừng ở dừng khi chia hết cho 77 nhé. Bắt đầu là 7 nhé. Và đây là đây nhé. Tôi biết hỏi nhận lẽ. A này A bằng 7 này A bằng 7 này và D bằng 6 đó là hai cái tham số ban đầu nhé đó là tiếp tục A bằng A mình các bắt đầu từ A này đúng không nào A đây là các tham số ban đầu này đúng không nào A là số đầu tiên của dãy số này D là công sai này và đặt K bằng A sau đó vòng lệnh là while true và print K y chim hàng ngang và dừng lại khi mà K chia cho 7 thì break và thoát ra được chưa đấy tôi nghiệm tôi chạy thử nhé nó ra ngay nhưng mà đấy, in ra này in ra chim hàng ngang nó dài dặc đấy kết thúc là 3850 này đấy. In ra chim hàng ngang thấy không nào nhưng mà này tôi sửa làm chút là hay nhé. Bây giờ in ra cái dãy này nhưng mà cứ in ra 10 số được số dòng thì làm thế nào? Làm được không? Mấy bài này nhé. Bài tập của chúng ta là đây bài tập của chúng ta tôi viết đây tôi xuống nhé. In ra này. Xuống làm bài tập nhé. In ra dãy số. Số cộng. AD nhé. Và dừng lại khi số chia hết cho 77 mà yêu quý khẩu là in ra theo từng bộ 10 số được không rất đơn giản như sau nhé bây giờ muốn cứ hết 10 số thì ta phải xuống dòng thì chúng ta sẽ phải thêm một cái biến nữa để đếm thôi để đếm nhé đặt bên đó là y chẳng hạn nhé thì đầu tiên ta đặt y bằng một thì cái y không in ra cho tăng y lên một đơn vị nếu y mà y mà bằng 10 thì tôi dừng lại nhé thì tôi xuống dòng chứ thì làm như sau này ở đây nhé in ra này cho ta tăng lên này bây giờ như sau này từ một này thì đây tôi tăng y lên đây if y mà chia hết cho 10 y chia cho 10 nhé bằng không thì tôi xuống dòng tôi lại pin để xuống dòng sau đó tôi vẫn tăng lên một đến vị bình thường y bằng y cộng một vậy thêm cái này vào thì nó sẽ thêm là gì y một khi muốn là in ra tôi tăng y lên một đơn vị và nó y chết cho 10 in xong rồi
chứ 10 thì là người ta xuống dòng, đây lệnh xuống dòng đây, xuống dòng. Tí là thử chọn xem nhé, để chạy thử này. Đây ra như này. Thấy không nào? Đi ra đúng 10 số 2 4 6 8 10 thì dừng lại thì nó xuống dòng đấy. Như vậy là ở cái vị trí này là ta biết được nó là số thứ mấy. Số dòng theo đúng là cứ 10 số xuống dòng. Đi ra đẹp hơn một chút thôi nhé. Chúng ta có hiểu không? Hiểu cái này chưa? Rồi mà chúng ta dừng lại ở đây nhá. Thì chúng ta là học vào cấp tốc cho nên là cứ 3 năm 7 là học, các bạn thấy nó rất là nhanh đấy, cứ 3 năm 7 là học. Chúng ta về nhà chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải xem lại, đọc thêm, rồi chúng ta làm bài tập ở đâu đó để sao cho nó kịp kịp với cái tiến độ của chương trình. Vì hôm nay là buổi thứ hai mà đã học xong hết cả là if for me why rồi. Sang buổi buổi sau là bắt đầu sang là dãy là kiểu list và kiểu sâu rồi đấy nhé. Alo thầy ơi, cho em hỏi cái thầy. Hỏi đi. Hỏi đi. Alo. Dạ thầy, nãy còn thầy mới nói tới cái lệnh read, còn lệnh continue của thầy chưa nói, thầy chưa nói thầy. Có muốn làm ví dụ không? Dạ dạ muốn thầy. Cái này có đơn giản vì là đây nhá. Dạ tớ. Bây giờ continue nhá. Thì như sau này, bây giờ tôi vẫn dùng cái cấp số cộng đó nhé, cấp số cộng đó nhé. Bây giờ như này, bây giờ a cấp số cộng của tao, tôi là a bằng 7 đúng không nào, và d bằng 6, được chưa, d bằng 6. Rồi thì như sau này, tôi in ra tất cả các cái dãy số của cấp số này, in ra tất cả cấp số này, nhưng mà in ra, nhưng mà trừ những số nào mà in ra dãy trên, in ra dãy trên với điều kiện là nhỏ hơn 200 cho nó nhiều, và chỉ in ra và không in ra, và không in ra các số khi hết giờ. Rồi nào, chúng ta phân loại ra không biết như nào, được chưa? Ví dụ trong dãy của chúng ta đây này, dãy chúng ta đây nhé, thì các số mà kết thúc một năm thì không in ra, năm mà không sẽ không in ra, lại in ra hết nhé. Nhưng mà in ra tất cả các số của dãy trên từ 7 trở lên và dừng lại ở trước 200, nhưng mà là bỏ qua không in ra các số trước cho năm, được chưa? Làm như sau này, a bằng 7 này đúng không nào, và tôi yk là nhỏ hơn 200 điều kiện của chúng ta đúng không nào. Đấy, như sau này, if mà k mà chia hết cho năm đúng không nào, k mà chia cho năm thì chúng ta bỏ qua, chúng ta không in số này nữa, chúng ta dùng lệnh continue. Được chưa? Như vậy là với k mà chia cho năm thì không in nữa, ta bỏ qua luôn, còn lại chúng ta sẽ in ra, chúng ta tìm k ra như ngoài, tìm ra thì mình tìm k n y này cũng hay, thực tế cũng hay dùng lắm, và tăng k lên bằng k bằng k cộng với d để in ra cái dãy trên với điều kiện là nhỏ hơn 200 nhưng mà bỏ qua không in ra cái số chữ cho năm. Gọi là bố gọi 200 rồi. Bố đâu rồi? Bố đi mẹ. Chúng ta lại hay bị sai thế nhá. K bằng K nó hay bị lỗi đấy. Tại sao lại như thế này? Sao lại có 73 và 19 nhỉ? Quên rồi mẹ. A bằng 7 này, K bằng 7 này, D bằng 6 này. Kiểm tra xem sai chỗ nào nhé. Nếu mà k chia cho 5 thì tôi sẽ quay lại từ đầu. À đúng rồi, vì tôi chưa tăng lên cả lên. Rồi, tôi hiểu, tôi bị sai nhé. Đây, ra sửa tí nhé. Đây, đây, đây. Đây, đây. Như vậy bị sai rồi, chúng ta sửa lại như sau. Bị sai, có sai chỗ nào chưa? Đây, sai như này nhé. Chỗ này là phải như sau này. Nếu mà
đây 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 in ra nếu qua mà thôi tôi sửa như này nhá, tôi sửa như này, nếu mà k mà khác năm in ra mới continue cả thì như này đây này, với k bằng không tôi sẽ bắt đầu từ là không, nếu mà k bằng không thì tôi vẫn phải đây, tôi cũng phải tăng lên nếu k mà khác không, nếu k bằng lấy giấy mà thôi đi đi, mấy thằng cũng được. Bây giờ tôi sửa một chút hay ho một tí nhé. Đây, x bằng y này nhỉ? À, tôi xong cái này. Lỗi gì nhỉ? Không ra được cái dấu đấy nhỉ, không ra được cái dấu lỗi gì đó, nó đang bị lỗi cái gì đây, không phải là tôi một chút nhé, đây là lỗi là do đây là chạy rồi nhé, và nó sẽ lên ra cái này. Đây là lỗi phần mềm thôi. Các bạn đợi bây giờ chúng tôi đóng này, vẫn đang chạy à? Con đóng lại một chút nhá, tôi đóng, tôi đây tôi khởi động lại. Đây một chút kẹo tôi là xong rồi nhé. Đây như vậy là a bằng 7 này, d bằng 6 này, d bằng 6 này, k nó cho bằng a này, và y y k nhỏ hơn 200 nha. Nếu mà k if k chết cho năm tôi không phải là tôi không quay lại, tôi phải cho tao phải tăng ca lên, mà tăng ca cũng phải tăng ca thì mới quay lại. K bằng k cộng với 6 cộng d, sau đó tôi là continue. Nếu không thì tôi print ca ra, print ca thì một hàng ngang n bằng và k bằng k. Đây là cái lệnh mà sẽ in ra tất cả các cái dãy cái cốc số cộng đó, cốc số cộng đó, và không bỏ qua những cái số mà chết cho năm. Thì một khi k bằng 5 thì tôi sẽ bỏ qua, một chút là tôi quay lại trên này và lại và đi tiếp và đi tiếp in ra tất cả các số của dãy trên mà không chia cho năm. Được chưa? Thì đó là cái. Được rồi. À, chúng ta dừng ở đây thôi nhé. Hôm nay lại muộn quá nhé. Chào mọi người nhé. Chào thôi nhỉ. Chào thôi. Các bạn hiểu rồi đúng không? Ok, chúng ta dừng lại nhé.